Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau soi kèo trận đấu giữa Fulham và Aston Villa. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đầu thứ 12 của Premier League tại sân vận động Craven Cottage vào lúc 1:30 thứ 6 ngày 21 tháng 10. Fulham là đội có thành tích đối đầu tốt hơn trong cặp đấu này, nhưng cũng không thật sự quá vượt trội. Cụ thể trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Fulham đã giành được 3 chiến thắng nhưng cũng đã để thua tới 2. Một trong hai trận thua này chính là trận đấu gần nhất giữa hai đội khi Villa đã giành được chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Fulham. Fulham sau giai đoạn đầu tiên làm khó được các ông lớn này đã có vẻ trở về mặt đất với một chuỗi phong độ không quá ấn tượng. Cụ thể trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng áo trắng có được 2 chiến thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa, không có gì quá nổi bật. Ở trận đấu gần nhất, Fulham đã hòa 2 đều với Bournemouth. Đội đã cùng họ lên hạng trong mùa giải năm nay. Tuy không có được một phong độ ấn tượng như ban đầu, thế nhưng Fulham cũng đã có được một chỗ đứng tạm gọi là an toàn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Sau 10 trận đấu, đội chủ sân Craven Cottage đã có được 3 chiến thắng, hòa 3 và thua 4. Hàng công của Fulham nổ súng tương đối đều đặn. Chủ công Alexander Mitrovic đã bỏ túi tổng cộng 7 bàn thắng trong tổng cộng 16 bàn của đội bóng này. Tuy vậy, hàng thủ Fulham cũng phá không kém khi tính đến thời điểm hiện tại. Các cầu thủ Fulham đã để lọt lưới tới 20 bàn. Theo kèo châu Á, trong 5 kèo đấu gần nhất, Fulham thắng được 3 và cả 5 trận đều nổ tài. Aston Villa đang có những tín hiệu đi lên sau chuỗi trận đáng thất vọng đầu mùa giải. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, thầy trò Steven Gerrard đã có được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 2 lần. Trong đó có trận đấu gần nhất ở Premier League nơi mà Villa dù thua, nhưng họ lại có một thế trận hoàn toàn trên cơ trước Chelsea. Tuy nhiên, thành tích này hiện vẫn chưa đủ để cho Villa có được một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Cụ thể, đội bóng Birmingham hiện đang có được vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Họ đá 10 trận, thắng 2, hòa 3 và thua tới 5, giành được 9 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm mà thôi. Hàng công của Villa dù sở hữu nhiều sao số nhưng cũng không để lại điều gì quá ấn tượng khi Danny Ings và Leon Bailey mỗi người chỉ có một bàn. Còn Coutinho lại không có bất kỳ đóng góp gì cho đội bóng áo màu rượu vàng. Theo kèo châu Á, họ đã thắng 3 trên 5 kèo đấu gần đây nhất, nổ 1 tài và 4 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,5. Với việc hai hàng công đang có phong độ gần đây là không tốt gặp nhau, đi kèo xỉu xem chừng là một lựa chọn hợp lý hơn. Trận này hòa kèo và với phong độ cao hơn, Fulham xứng đáng là lựa chọn để chúng ta đặt chọn niềm tin. Dự đoán Aston Villa 0-1 Fulham. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.